Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại khu du lịch sinh thái Thung Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, trong khuôn khổ Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023 đã diễn ra chương trình nghệ thuật di sản văn hóa Bắc Bộ Trung Bộ bế mạc Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023 và đón chào năm mới 2024. Dự chương trình có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các cơ quan trung ương đứng chân trên địa bàn, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, thành viên ban tổ chức festival, đại biểu các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương địa phương cùng đông đảo nhân dân trong ngoài tỉnh và du khách đã đến dự theo dõi chương trình. Phát biểu bế mạc festival, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023 nhấn mạnh, trong những ngày diễn ra festival vừa qua, với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc có tính kết nối và lan tỏa cao, được tổ chức theo một cách tiếp cận khác lạ, với một góc nhìn đầy màu sắc di sản vùng miền, nhưng cũng đầy hơi thở của thời đại, tỉnh Ninh Bình đã thực sự sống trong không khí lễ hội sôi động, hân hoan với chuỗi các sự kiện văn hóa di sản đậm chất nghệ thuật và ấn tượng. Trong lần thứ hai tỉnh Ninh Bình tổ chức festival, các hoạt động văn hóa nghệ thuật đã có nhiều đổi mới sáng tạo, mang lại cho người xem những cách tiếp cận đa chiều về các di sản văn hóa thiên nhiên của dân tộc, hướng tới xây dựng thương hiệu festival của Ninh Bình thực sự trở thành một thương hiệu quốc tế, nơi kết nối, tụ hội, tôn vinh và lan tỏa các giá trị văn hóa, di sản tiêu biểu của dân tộc và nhân loại. Góp những bước đi đầu tiên trong ý tưởng xây dựng công nghiệp văn hóa và thành phố di sản thiên niên kỷ tại tỉnh Ninh Bình. Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023 là lần đầu tiên tỉnh Ninh Bình hướng đến mục tiêu xã hội hóa công tác tổ chức lễ hội. Các hoạt động được tổ chức theo hướng mở, tăng tính tương tác với cộng đồng. Người dân du khách có thể trực tiếp xem và tham gia vào các hoạt động của festival. Với tinh thần tích cực chủ động, trọng thị và hiếu khách, tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức các chương trình sự kiện festival diễn ra an toàn, đặc sắc và thành công tốt đẹp. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, đồng chí phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam đã quan tâm tới dự, động viên và phát biểu chỉ đạo. Cảm ơn các ban, bộ ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố và nhân dân đã phối hợp giúp đỡ, chia sẻ trong quá trình tổ chức festival. Tỉnh Ninh Bình cũng ghi nhận và cảm ơn các nhà tài trợ, các cơ quan đơn vị trong tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, các công ty truyền thông đã đồng hành hỗ trợ tổ chức quảng bá để festival diễn ra thành công tốt đẹp. Ngay sau đó, nhân dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật di sản văn hóa Bắc Bộ, Trung Bộ trên sân khấu thực cảnh tại khu du lịch sinh thái Thung Nham. Sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp với dàn diễn viên là người dân bản địa, hệ thống đạo cụ hỗ trợ quy mô lớn, dàn âm thanh ánh sáng hiện đại, chương trình đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc và sự thăng hoa nghệ thuật. Trong phần 1, di sản văn hóa Bắc Bộ đã được dàn dựng và thực hiện trên nền sân khấu thực cảnh. Những tinh hoa nghệ thuật di sản, hát chèo, hát ca trù, hát sầm, hát văn, kết hợp với các yếu tố dân gian truyền thống, tái hiện những nét tinh túy trong văn hóa Bắc Bộ Việt Nam. Với những phong cách trình diễn phong phú về nghệ thuật dân gian, các loại hình nghệ thuật của cư dân đồng bằng Bắc Bộ được tái hiện, phản ánh đời sống văn hóa tinh thần phong phú, sâu sắc, tinh tế, dí dỏm, thông qua những giai điệu ca từ có âm hưởng tươi vui, trong sáng, thiết tha. Ở phần 2, di sản văn hóa Trung Bộ đã đưa khán giả đến với những câu hò ví dặm Nghệ Tĩnh, hò mái Nhì, hầu văn Huế, là những di sản văn hóa phi vật thể được sáng tạo lưu truyền trong quá trình lao động sản xuất và gắn bó chặt chẽ với đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư miền Trung. Qua nhiều thủ pháp của dàn dựng, sân khấu âm nhạc đã giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống nơi đây, như là tiếng nói của ý chí, của sức mạnh, cũng như sự ngân dung của những tiếng lòng tha thiết, yêu đời, yêu cuộc sống, say mê lao động sáng tạo. Đó là những viên ngọc quý trong kho tàng nghệ thuật dân gian của dân tộc ta, được các thế hệ người Việt không ngừng sáng tạo, lưu truyền và lan tỏa, góp phần làm nên sự thống nhất trong đa dạng của bức tranh văn hóa Việt Nam, đa dạng, giàu bản sắc dân tộc. Đặc biệt ở phần 3, kết nối di sản văn hóa Bắc Nam, dân tộc truyền thống và hiện đại,
đếm ngược chào đón năm mới 2024, có sự kết nối giữa văn hóa dân tộc truyền thống của Việt Nam và hiện đại. Âm nhạc truyền thống được sáng tạo trình diễn bởi các nghệ sĩ đương đại với sự sáng tạo và thể nghiệm mới trên nền nhạc hiện đại pop rock như một lời khẳng định, những di sản cha ông sẽ còn mãi trong đời sống đương đại và làm mạch nguồn đi tới tương lai. Những giai điệu tự hào cất lên từ vùng đất cố đô ngàn năm văn hiến, từ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An cho đến khu du lịch sinh thái Thung Nham đã khép lại chương trình nghệ thuật bế mạc Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023, đón chào thời khắc chuyển giao giữa năm 2023 và năm mới 2024 trên miền di sản Ninh Bình với niềm tin và khí thế mới, thắng lợi mới.